Chào các bạn nha. Cũng hôm nay mình làm cái clip để giới thiệu về cái sự khác nhau của cái lợp tép với lợp cá chạch đó. Thì cũng có nhiều bạn thắc mắc cái hỏi nó tương tương tự nhau và nó khác nhau chỗ nào các bạn. Thì đây mình xin giới thiệu luôn. Thì các bạn nhìn sơ qua thì nó cũng có chỗ khác nha bạn. Đây lợp tép nè. Đây lợp cá chạch. Lợp cá chạch thì cái nang nó to hơn nha các bạn. Nó dày hơn nhiều lắm nè. Thấy không? Nang nó dày chất lượng lắm nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nang lợp cá chạch nhìn đã không? Ừ. Thì cái hôm của lợp cá chạch đây các bạn nhìn cái hôm ở ngoài thì nó tương đương như tự như cái hôm lợp tép vậy á, nhưng mà cái hôm ở trong á là nó là cái hôm nhốt các bạn. Các bạn nhìn cực kỹ nha ha, cái hôm phía trong nó là có mấy cái lằn gai á để cho cá chạch nhốt cá chạch lại đó, nó vô được mà nó không không có đường ra nhé bạn. Thấy cái lớp hôm không? Để mở lên cho bạn xem kỹ luôn này các bạn đó. À, cái hôm cá chạch đó ha. Rồi đây mình giới thiệu cái hôm lợp tép cho bạn xem nè. Cái hôm lợp tép nè, hôm đầu thì nó cũng vậy mà hôm sau nó cũng vậy nha các bạn. Hôm vô với hôm nhốt thì nó cũng giống nhau nha các bạn. Nè, bạn nhìn xuyên qua được ha, xuyên từ hôm này qua hôm kia được đó. Rồi, tại vì con tép thì chỉ có vậy là để đủ bắt đó các bạn. Tại vì nó là nó bò vô không nó rớt ra cái bẫy là nó không có bơi lên nó lủi ra được. Đó, bởi vì cái hôm nó chỉ vậy là ok à. Cái lợp tép này mình có thể bẫy tép, cá bóng dừa đồ được luôn nha các bạn. Hôm cá chạch này mình bẫy cá chạch nè, có thể là bóng dừa cũng được nha các bạn. Hôm cá chạch bẫy bóng dừa luôn, tép luôn cũng được. Còn riêng lợp tép thì chỉ bẫy tép chứ bóng dừa có chặt vẫn bẫy được, nhưng mà sợ có nhiều con nó khôn quá nó ra đó. Thì hai hôm này là đều hôm thì hai bẫy này đều lỗi nhất hết nha bạn. Lợp tép nè bạn xem nè, cái nang nó dày với lại nó tròn nó đẹp ha. Dày tròn đẹp. Lợp cá chạch thì quá dày luôn nha các bạn. Lợp cá chạch là siêu dày siêu đẹp siêu bự luôn rồi. Rồi các bạn nào mà cần cái lợp tép với lợp cá chạch này cứ liên hệ mình đó. Cái liên hệ mình qua số điện thoại là 0936059090 hoặc là nhắn tin vào Zalo cho mình. Mình xài Zalo số là 0936059090 luôn đó. Các bạn kiếm Zalo các bạn nhắn tin trực tiếp qua mình là mình trả lời cho các bạn nha. Mình bạc bạn kiếm được Zalo các bạn cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo nha các bạn. Chào các bạn.